Chung Chu Jung là một trong những nhà công nghiệp nổi tiếng nhất ở châu Á. Ông chính là người đã sáng lập ra tập đoàn Hyundai. Và câu chuyện khởi nghiệp của ông thì bắt đầu từ việc 4 lần bỏ nhà ra đi. Và sau những lần bỏ nhà ra đi thất bại ấy thì ông đã gây dựng nên một tập đoàn công nghiệp hùng mạnh nhất nhì Hàn Quốc. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về câu chuyện thú vị đó trong video ngày hôm nay. Trong cuốn hồi ký của mình thì Chung Chu Jung chia sẻ là ngay từ nhỏ, ngày nào cũng vậy, cứ đúng 4 giờ sáng là cha đánh thức tôi dậy và dẫn ra đồng. Đến nơi thì mặt trời cũng vừa ló dạng. Thế là tôi bắt đầu ngày làm ruộng vất vả ngoài đồng mà chẳng có lúc nào nghỉ ngơi. Tuy chỉ là cảm nhận của một đứa trẻ nhưng tôi cũng hiểu được nghề nông chẳng mang lại bao nhiêu lợi ích so với công sức cực nhọc bỏ ra. Tôi thở dài và tự hỏi, chẳng lẽ cả đời mình sẽ sống cuộc sống như thế này sao? Không cam chịu cuộc sống ở quê nhà, Chu Jung quyết định xuống miền Nam để tìm hướng đi cho tương lai. Trong lần trốn nhà đầu tiên thì ông được nhận làm công nhân xây dựng đường xe lửa Bình Nhưỡng Gowon khi tới thị trấn Gowon. Mặc dù phải làm việc nhiều mà lương thấp, nhưng Chung Chu Jung vẫn thích thú với việc đó vì có thể độc lập kiếm được tiền. Được 2 tháng thì ông bị cha tìm thấy và đưa về. Lần thứ hai trốn nhà của Chung Chu Jung kết thúc chóng vánh khi ông bị lừa hết tiền và được một người bà con đưa về chỉ sau 10 ngày. Đến lần thứ ba thì ông đã trộm 70 won tiền bán bò của bố để lên Seoul học kế toán. Mọi việc diễn ra êm xuôi trong 2 tháng thì cha của ông lại tìm đến ông. Lần này thì người cha không mắng mà chỉ rưng rưng nước mắt và nói: "Con phải nhớ con là một thằng nhà quê học hết cấp 1. Ở Seoul người ta học hết trường cao đẳng mà còn thất nghiệp. Cha già rồi, con là con trưởng thì phải giúp cha. Con mà bỏ mặc thì cả nhà này sẽ thành bầy ăn mày." Sau đó thì Chu Jung lặng lẽ trở về quê nhà trong nước mắt. Sau 3 lần ly hương không thành công, Chung Chu Jung vẫn không từ bỏ giấc mơ thoát nghèo. Ông nhớ đến một câu chuyện về con ếch xanh muốn nhảy lên cành cây liễu, nhưng vì cành cây quá cao nên nó không chạm đến được. Không nản chí, con ếch tiếp tục nhảy rất nhiều lần và cuối cùng thì nó cũng thành công. Và ông thầm nghĩ, lẽ nào mình lại thua một con ếch xanh? Lần thứ tư trốn nhà thì Chu Jung xin được một chân khuân vác ở công trình xây dựng gần trường học Bo Sung, Đại học Hàn Quốc bây giờ. Và ông tiếp tục tìm việc và trở thành nhân viên phân phối gạo lẻ, rồi sau đó là kế toán của cửa hàng gạo Phục Hưng Thương Hội. Nhờ sự cần mẫn, thật thà và nhiệt thành trong công việc mà Chung Chu Jung được chủ cửa hàng rất tin tưởng. Và sau 4 năm làm việc thì chủ cửa hàng đã quyết định là giao lại cửa hàng cho ông. Từ một người nông dân không có một xu dính túi thì ông đã có trong tay một cửa hàng gạo lớn ở tuổi 22. Và từ đó thì ông đã bắt đầu gây dựng đế chế công nghiệp hùng mạnh. Vừa rồi thì chúng ta vừa tìm hiểu về câu chuyện 4 lần bỏ nhà ra đi của người sáng lập tập đoàn Hyundai. Và nếu các bạn vẫn còn thắc mắc liên quan đến doanh nhân, lịch sử hay khoa học thì đừng quên là hãy comment bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hãy nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới nhé.